Bông mút thì bạn nào thường xuyên trang điểm thì cũng sẽ có rồi đúng không? Nhưng mà tấm tin chắc là các bạn sẽ mất một trong những cái loại sau đây. Thứ nhất là các bạn chọn bông mút quá là cứng, nên khi mà lúc lấy kem nền, kem nền nó sẽ thấm hút vào trong cái bông và nó không có ăn cái nền của mình. Đặc biệt là những cái vùng cái mũi này nó cũng sẽ không có đi vào được. Nên thay vì vậy thì các bạn hãy chọn những cái loại bông mút nó mềm như thế này. Và đặc biệt là trước khi mà chúng ta đánh thì mọi người nên xịt một lớp xịt khoáng hoặc là có thể làm ẩm bằng nước cho nó bớt thật là sạch. Như thế này thì mọi người sẽ đánh lên cái nền thì nó sẽ ăn hơn và không lo là cái kem nền của chúng ta nó bị bám vào trong cái bông quá nhiều. Thứ hai là mỗi khi đánh kem nền thì các bạn sẽ kéo trên da như thế này đúng không? Nhưng mà khi làm như vậy thì cái mặt các bạn nó sẽ bị vệt vệt loang lổ như này nè, không khác gì là mới đi tô tượng về luôn đó. Nên là thay vì như vậy thì mọi người hãy dùng một cái lực vừa phải, chúng ta sẽ đánh một cách dứt khoát, đánh vào kem nền cho nó, mọi người sẽ kiểu phẩy nhẹ trên da mình á như này nè. Như vậy thì yên tâm là cái nền chúng ta sẽ ăn vào trong da mà nó sẽ mịn đẹp hơn rất nhiều. Thứ ba là các bạn nên tận dụng những cái vị trí của cái bông mút khác nhau nè. Ví dụ như cái vùng tròn này thì mọi người có thể đánh vào mặt này, những cái vùng nhỏ thì chúng ta có thể đánh ở dưới mắt của mình nè đó. Nếu mà mọi người đánh cái khuyết điểm ở vùng bọng mắt của mình nè, hoặc là những cái vùng mũi thì chúng ta sẽ dùng cái đầu nhỏ nè, bóp nhỏ là như thế này rồi đánh vào trong đây, thì yên tâm là nó sẽ đi sâu vào trong những cái đường khóe nhỏ của mình á. Khi mọi người mà dùng những cái lò to như thế này thì nó sẽ không có thể nào mà đi vào trong cái vùng mũi, thì vùng mũi chúng ta nó sẽ dễ bị móc cũng như là không ăn này. Thứ tư là một điều rất là quan trọng luôn, chính là mọi người phải vệ sinh bông mút thường xuyên và đừng có ai quá là chung thủy với một mình cái bông mút như thế này nha. Các bạn nên thay đổi bông mút của mình ít nhất là từ 3 đến 4 tháng thay đổi một lần mới, và đừng có dùng nguyên si một cái từ đầu đến cuối nha. Và thứ năm là một điều mà các bạn thường xuyên mắc phải, đó chính là khi mà giặt cái bông mút xong nó còn ẩm thì mọi người đừng có bỏ liền vào trong cái túi trang điểm của mình, mà hãy để một nơi khô ráo thoáng mát để cho nó khô đi đã. Trong thời gian này thì chúng ta sẽ dùng một cái bông mút khác, rồi sau đó mọi người sẽ thay đổi luân phiên như vậy thì nó sẽ giữ vệ sinh hơn và không lo là da chúng ta bị mụn nha. Giờ thì các bạn đã biết là mình mắc một trong những lỗi này chưa? Nếu biết rồi thì nhớ khắc phục đi nha.